Kính chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay cho quý vị và các bạn một cái luật sư ở Việt Nam, nhưng mà anh Son sinh sống và định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên rằng là anh vẫn muốn yêu quê hương của chúng ta và về. Các bạn thấy không, đây là hôm nay mình đến với văn phòng luật sư của anh Ken Đạt Dương. Thôi kệ, mình làm cái show nhỏ thôi. Anh Ken Đạt Dương ơi, trong một số mấy anh chị em luật sư ở Việt Nam mình thì cũng có mong muốn là sẽ đi nước ngoài. Vậy thì có một cái cơ hội nào để mình đi nước ngoài không anh? Vâng, xin chào luật sư Thu. Mình là luật sư Ken Dương, rất là vui có cơ hội để tiếp với khán giả của bên show của Thu. Thu là kênh của Thu là Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Dạ. Và cũng có cơ hội là tháng 10 công ty Dương Global sẽ tổ chức một cái chuyến đi để có thể khám phá và hiểu biết thêm về luật và hệ thống luật Hoa Kỳ. À, đi Mỹ hả anh? Vâng, đúng rồi. Chuyến đi Mỹ mình kêu là ước mơ Mỹ. À, ước mơ Mỹ. Này là đối tượng là dành cho luật sư anh hả? Vâng, đúng rồi. Là mình luật sư cũng có vài năm kinh nghiệm và muốn phát triển kiến thức và phát triển mối quan hệ, nhất là thị trường Hoa Kỳ và ngôn ngữ tiếng Anh, thì cái đó là cái đối tượng mình muốn giúp và hỗ trợ để có thể là đi qua Mỹ và khám phá thị trường. Anh bây giờ hỏi anh rồi, đi qua Mỹ rồi, bây giờ nghe nói là hiện tại nay ông Trump ông lên cái xét cái visa khó lắm mà phải không anh? Anh Ken hả? À, vâng, thì cái visa thì hồi đó tới giờ nó cũng không phải là dễ. Tuy nhiên cái đoàn luật sư đi rất là đơn giản, tại mình đi đại hội luật sư và thăm trường luật và thăm công ty luật và thẩm phán để liên quan tới luật hết. Nó rất là dễ và cái phần trăm thành công của công ty của mình tổ chức là nó rất là cao. Vậy thì mình đã giúp cho luật sư Việt Nam mình cái phần mà xin visa không anh? Vâng, đúng rồi, mình làm hết thủ tục để xin visa, từ thư mời tới hướng dẫn phỏng vấn tới nạp phí và nạp hồ sơ luôn, mình làm hết. Này nói chung nó hơi hướng về tế nhị tí xíu. Vậy cái chi phí trọn gói mình nếu mà tính ra tiền đô thì bao nhiêu? Anh có thể nói cho cả tiếng Việt luôn ạ. Vâng, thì là tiền đô là 5.495 đô, là 124 triệu. 124 triệu. Trọn gói bao gồm hết. Ăn uống rồi chi phí. Thì thường thường nếu như trong trường hợp mình thì ở Việt Nam mình thì cũng có đi những cái tour gọi là tour trọn gói nha. Singapore hay là tour châu Âu hay là tour châu đại khái là tour nước ngoài. Thì theo anh thì nếu như trong trường hợp với một cái mức phí là 5.400 anh hả? 5.495 cho 5.500 thì mình phải đem theo khoảng bao nhiêu nữa anh? Mình đem theo khoảng chừng 2.000 đô là đủ cho chi phí mua sắm. Tùy theo là mình mua nhiều hơn, mình mua ít. Và 2.000 đô nữa là tiền mặt là đủ rồi. Vậy là nếu anh chị em luật sư nào đó muốn mà đi Hoa Kỳ, đi tổng cộng mấy nơi anh? Vâng, mình sẽ đi là 6 thành phố và là 3 tiểu bang. Tính là Texas, Dallas, Houston, rồi Nevada là Las Vegas, rồi Cali là đi Nam Cali và Bắc Cali, Los Angeles, San Jose, quận Cam, Orange County và San Francisco. Vậy thì cái thời gian mình cho một cái chuyến đi ra nước ngoài thì bao lâu anh? Rồi, chính xác là mình sẽ đi 13 ngày và 11 đêm, là bao gồm là 2 ngày bay rồi và 11 đêm ở nước Mỹ. 11 đêm mà 12 ngày, 11 đêm nha quý vị và các bạn. Anh bây giờ hỏi thêm tí xíu chứ, để nhiều khi mình tổ chức cái chuyến đi lần đầu tiên sao anh? Hay là mình đã tổ chức lần thứ mấy rồi? Dạ vâng, mình tổ chức này là lần thứ 7 rồi. Lần thứ 7 rồi hả? Hôm nay Thu mới được biết và Thu cũng muốn là, thật ra các anh chị em rất là muốn đi nước ngoài, nhưng mà lo, thứ nhất là lo về phần chi phí, cái thứ hai rằng là không biết rằng là mình có kinh nghiệm gì hay không trong cái việc mà tổ chức đi như vậy. Là đi 12 ngày nha các bạn, 12 ngày 11 đêm. Chi phí trọn gói là khoảng 5.500 anh ha, 5.490.
rồi cầm theo khoảng 2.000 đô là đủ anh hả? Vâng, đúng rồi. Rồi mình nghĩ cái đó chuyện rất là nhỏ cho luật sư Việt Nam. Một hai vụ là đủ rồi. Tới dân sự, tới tư vấn là không có nhiều quá. Và cái cơ hội và cái trải nghiệm và phát triển để kiếm thêm tiền. Cái này cái phí đầu tư 7.000 đô để có thể kiếm thêm được 70.000 đô là cũng có. Cái này là cái tầm nhìn của luật sư Việt Nam đó. Thật ra thì khi mà Thu đến đây thì Thu cũng có nhìn một cái tầm nhìn. Thật ra cái chi phí để mà đi Mỹ với cái khoảng gần 12 ngày, gần 2 tuần thì Thu nghĩ nó cũng không đắt đỏ nếu như trong trường hợp mình đem 2.000 nhưng mà mình không xài. Các bạn ạ. Không có cần xài luôn. Không cần xài luôn. Bao gồm hết rồi, ăn uống ở bay, dự hội, dự họp, rồi giao lưu là bao gồm A tới Z luôn. Thì không cần phải lo, tại mình muốn làm cho nó thoải mái, nhất là lần đầu tiên quý vị tới Mỹ. Dạ. Thế bây giờ nếu như trong trường hợp mà đi thì cái thời hạn deadline cuối cùng là ngày nào anh? Mà số điện thoại của anh là như thế nào để mấy anh em luật sư đồng nghiệp của Thu còn biết được nữa chứ? Là 1 tây tháng 6 là cái ngày chốt cuối cùng. 1 tây tháng 6. Vâng. Còn số điện thoại của anh? Là số điện thoại của mình là 091 415 7381. Rồi Thu sẽ để ở phía dưới cái đường link cho các anh chị em đồng nghiệp nào có muốn đi thì mình sẽ liên lạc. Anh ơi, bây giờ có một cái nỗi lo. Bây giờ Thu chẳng biết tiếng Anh. Rồi làm sao? Luật sư Thu không cần phải lo và mấy bạn không có lo, tại mình sẽ có thông dịch viên và hướng dẫn viên để cho mọi người trải nghiệm được tối đa và trong đại hội luôn là có cái tai nghe để là song ngữ, là sẽ có người sẽ dịch ra cho mọi người, tại mình muốn là qua đó để trải nghiệm được một cái cách thoải mái và tuyệt vời nhất thì mình phải hiểu hết cái việc mình làm. Thì sẽ có thông dịch viên cho quý vị, đừng có lo lắng là tiếng Anh không có rành. Và thêm nữa là mình sẽ dạy tiếng Anh vài cái từ cơ bản, từ lên máy bay tới mở cửa, tới kêu đồ ăn, tới thêm vài phần luật để cho quý vị học thêm cái cơ bản và học thêm tiếng Anh. Các bạn thấy không, đâu phải là một anh sang sẻ mà đưa người luật sư Việt Nam mình đi ra Hoa Kỳ lần đầu tiên đâu. Đã đi được 7 lần rồi thì hy vọng rằng là Thu sẽ thu xếp để mà đi chuyến này. Các anh chị em nào, đồng nghiệp nào đó thì có quan tâm thì Thu sẽ để cái số điện thoại của anh Ken ở dưới cái đường link. Còn nếu không thì cứ liên hệ với Thu nha. Thu không có ăn cò kiết gì ở số điện thoại này nha. Cảm ơn anh Ken đã san sẻ. Thu thì Thu rất là quý anh ở những cái điểm mà khi mà anh bỏ ở Hoa Kỳ mà về Việt Nam. Vì theo anh thì có những cái cơ hội và hy vọng rằng là sẽ còn có dịp kết nối với anh qua cái kênh luật sư Thu Đoàn anh ha. Yes. Thank you very much to luật sư Thu Đoàn. I look forward to seeing you in Vietnam and also in America. Thank you. Rồi, cảm ơn anh. Có khi nào mình có thể mở một cái lớp mà legal English không anh? Ở Việt Nam này không ạ? Yes, hồi xưa mình cũng có và có thể nếu có cái nhu cầu thì mình sẽ tiếp tục mở cái lớp đó, là một cái ước mơ của mình. Và một cái đam mê của mình là giúp phát triển về ngôn ngữ luật cho luật sư Việt Nam đi vượt qua tầm quốc tế. Thì hồi đó mình cũng có cái lớp đó, mình duy trì cũng được một năm, cũng là miễn phí luôn. Tuy nhiên là anh, sinh viên của mình bận rộn rồi đi hết rồi. Thì mình không còn có thầy mà không có sinh viên. Nếu có sinh viên cũng có thể mình sắp xếp thời gian để mình mở cái lớp đó lại. Dạy tiếng Anh chuyên môn về luật cho luật sư Việt Nam muốn làm thương mại quốc tế. Các bạn thấy không, bây giờ ra thị trường quốc tế thì chúng ta cũng cần phải tiếng Anh. Mà luật sư Ken Đạt Dương là một trong những cầu nối để chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng. Chúng ta kiếm thêm một cái, nó không hẳn là đi chơi đâu các bạn, để mở rộng thêm một cái mối quan hệ. Cảm ơn anh Ken Đạt Dương đã cho Thu một cái buổi san sẻ về cái nghề. Và hy vọng rằng là sẽ tham dự với anh trong một cái chuyến đi luật sư Việt Nam đi Mỹ anh hả? Okay. Rất là cảm ơn luật sư Thu và hy vọng năm nay sẽ đi Mỹ chung và có nhiều bạn bè trong nhóm và đồng nghiệp có thể đi chung. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn. Nhớ nha, nếu quý vị và các bạn là những anh chị em cần thích đi
thích đi gọi là đi giao lưu, đi học hỏi, đi tìm kiếm thêm khách hàng, thì quý vị và các bạn cũng có thể liên lạc qua Thu hoặc là liên lạc qua anh Ken Đạt Dương, các bạn thấy không? Ở Việt Nam mình mà có chữ Legal House thì là rất là tuyệt vời, các bạn thấy không? Đây là cái văn phòng và mình đến mình muốn thêm một cái thông tin về chuyến đi Mỹ trong cái tháng mấy anh Ken ha? Tháng 10 các bạn ha. Legal House and Partner nè, các bạn thấy không? GP Law Firm. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn xem video của mình nha. Nếu quý vị và các bạn, anh chị em, luật sư, đồng nghiệp nào có ý định đi nước ngoài thì liên hệ với Lê Minh, hoặc mình để số điện thoại hoặc cái vô cái trang web của World Web này nha.